Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc của chúng tôi. Quý anh chị thân mến, tiếp theo trong cái bản tin sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung như sau. Quý anh chị thân mến, không phải lúc nào cái việc dậy sớm cũng tốt. Ngược lại thì dậy quá sớm còn có thể gây ra những cái tác hại khó lường đối với sức khỏe. Thì chúng ta ai cũng biết nắm rõ được cái thông tin là thức khuya không tốt, nhưng không nhiều người biết dậy sớm đôi khi nó cũng có những cái tác dụng phụ. Về buổi tối thì chúng ta có thể đi ngủ sớm lúc 11 giờ đêm và sáng hôm sau choàng tỉnh lúc 4 giờ. Thì đây là một cái kiểu dậy sớm, nhưng mà dậy quá sớm như vậy lâu dài cũng sẽ để lại những cái tác hại nhất định. Thứ nhất là làm cho cái đầu óc trống rỗng mù mờ. Tức là khi mà bạn dậy quá sớm và không đảm bảo cái thời gian ngủ từ 7 đến 8 giờ trên ngày, não sẽ không có đủ cái thời gian để nghỉ ngơi. Việc này có thể khiến bạn rơi vào cái trạng thái đầu óc trống rỗng cả ngày. Do đó mà hãy đảm bảo đi ngủ sớm, ngủ đủ giấc để não bộ luôn được khỏe mạnh. Và cái thứ hai đấy là mệt mỏi về thể chất. Dậy quá sớm vào buổi sáng có thể khiến bạn bị đau nhức cơ bắp, tay chân mềm nhũn, không có cái sức sống. Nếu ngủ không đủ giấc sẽ dẫn tới cái cảm giác là kiệt sức, không có khả năng làm việc trong ngày. Và cái thứ ba đấy là phản ứng chậm. Không ngủ đủ giấc và dậy quá sớm sẽ khiến bạn rơi vào cái trạng thái là thiếu tỉnh táo và khiến cho cái phản ứng sẽ bị chậm chạp lại. Và tác dụng thứ tư là giảm trí nhớ. Thiếu ngủ không chỉ ảnh hưởng đến cái năng suất làm việc vào buổi sáng mà còn có cái tác động đến cái khả năng ghi nhớ ngắn hạn của não bộ, từ đó mà dẫn đến cái chứng hay quên và suy giảm trí nhớ. Và cái tác dụng thứ năm đấy là chóng mặt nhức đầu. Các cái nghiên cứu phát hiện thì khoảng từ 36 đến 58% những người không ngủ đủ giấc sẽ thức dậy với cái triệu chứng đau đầu. Do đó mà hãy kiểm tra xem liệu bạn đã ngủ đủ giấc hay chưa. Dậy sớm không phải là cái biện pháp tốt để duy trì sức khỏe, mà là ngủ đủ mới giúp bạn luôn khỏe mạnh được. Và cái tác dụng thứ sáu là nguy cơ mắc bệnh tim. Những người mà mất ngủ mãn tính, thức khuya, dậy sớm sẽ làm tăng cái nguy cơ tăng huyết áp, kèm theo cái nguy cơ là mắc bệnh tim so với những người ngủ đủ giấc. Và cái tác dụng thứ bảy là suy giảm miễn dịch. Thiếu ngủ dẫn đến mệt mỏi, cơ thể dễ bị cảm lạnh, dị ứng. Các cái yếu tố miễn dịch của cơ thể chủ yếu được hình thành trong giấc ngủ. Vì vậy mà hãy đảm bảo bạn ngủ ít nhất là 7 giờ trên ngày. Quý anh chị thân mến, như vậy là chúng ta biết rằng là không phải lúc nào cái việc dậy sớm cũng tốt. Và ngược lại là cái việc dậy sớm còn có thể gây ra những cái tác hại khó lường đối với sức khỏe. Và ở đây này là chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái tác dụng phụ không mong muốn khi mà chúng ta thức khuya dậy sớm, khi mà chúng ta ngủ không đủ giấc, nó sẽ không mang lại được cái sức khỏe tốt cho chúng ta. Vì vậy mà chúng ta hãy đảm bảo rằng chúng ta ngủ luôn luôn ngủ đủ giấc trong ngày, khoảng là 7 giờ trong ngày. Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những kiến thức bổ ích trong cuộc sống của mình. Và cuối cùng, bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo của chúng tôi.